Gà Phú Quốc ở biển đảo đẻ cũng khác thường hơn so với gà trong đất liền. Gà bình thường đẻ ở trong ổ, còn gà nhà tôi ở Phú Quốc thì thích leo lên ghế ở trong nhà đẻ. Sáng ngủ dậy tự nhiên thấy bà gà kêu cục tác trên cái ghế. Đứng lên đi qua xem thì thấy cái trứng gà nằm trình hình. Hên là không bị rớt xuống dưới bể. Theo cả nhà thì quả trứng này nên làm món gì đây?